Bạn cho biết quan điểm về vai trò của Madam Bình về 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 cái hiệp định Paris 1973 hả? Nói chung là đất nước Việt Nam luôn luôn sản sinh ra những anh hùng. Thật sự tôi nói với các bạn nhé, chúng ta nhìn Madam Bình ấy, trong đấy nó toát lên một cái thứ khí chất mà nó có thể đè lát hết cả, nếu như mình nói vào cả thế giới thì nghe nó nặng này, nhưng Madam Bình là người có thể đè nát được toàn bộ những cái sức, những cái liềm kiêu hãnh của tất cả các cái quốc gia khác trên thế giới. Ví dụ như là bà gì, bà Thatcher à, bà đồng thép à, hay là những cái nhân vật như là Hillary Clinton ấy, mặc dù họ được đi bước xuống từ những chiếc phi cơ hiện đại, mặc dù họ được đi hậu vệ bởi những cái vệ sĩ lực lưỡng rất hầm hố, một đội hình tuyệt đẹp, mặc dù được khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu, thế nhưng mà vẫn thu hết bởi cái khí chất của một người phụ nữ là bà Madam Bình. Bước xuống máy bay với bộ quần áo áo dài Việt Nam nhìn rất là giản dị, nhưng với cái nụ cười đó, với cái ánh mắt đó, với sự tự tin đó và với cái thần thái đó, làm cho các đấng mày râu phải gọi là siêu hình. Nói thật, mình là đàn ông, mình phải đang ngưỡng mộ nhìn cái bóng dáng đấy, mình có làm được như thế không? Chắc chắn là không rồi. Madam Bình quá tuyệt vời luôn, với những câu trả lời phải nói rất hay. Không biết là có phải là do người dịch người ta cũng trau chuốt lại lời lời, lời bài nói không, nhưng nhìn cách bài ngồi nghe với ánh mắt ngạo nghễ, nó một cái ánh mắt rất khinh thường với những cái bọn mà những cái thằng đàn ông mà đang 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 sâu vào để mà hỏi ấy, hoặc là chụp mũ ấy. Tôi bắt đầu, các bạn có thể là các bạn ít 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 được được tiếp xúc với những điều đấy, nhưng với tôi đấy là tôi thường xuyên, ví dụ khi tôi lên trên cái đội Nga con ấy, bắt đầu chúng nó châu 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 đầu vào, bắt đầu chúng nó lươn nẹo, nó hỏi nó, xong bắt đầu thằng lọ đá thằng kia khi khó, bắt đầu là nó có thằng đánh trống nản, thì tôi hiểu được cái cảm giác của bà Madam Bình ngồi trước một cái lũ nhà báo như thế, nhưng mà với cái ánh mắt nhìn ấy, đầy khinh bỉ, rất điềm tĩnh, không nổi lòng, trả lời rất nhẹ nhàng với điệu cười quý phái ở trên môi. Tôi nói thật, bà đấy nhá, mà sống vào đúng thời này, được ăn mặc đẹp này, xong được trang điểm nó kia này, tôi khẳng định luôn với cái khí chất đấy nhá, đè nát toàn bộ các cái loại gọi là đệ nhất phu nhân của các quốc gia khác trên thế giới.